chúng ta cùng tiếp tục chương trình. Mà cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Dương. Alo. Em muốn hỏi chúng ta là thời gian gần đây em, gia đình em sống hạnh phúc, thời gian gần đây em phát hiện ra là bố em ấy vâng. có ngoại tình ấy. Thì mẹ em là người mẫn cảm nên em không muốn nói cho mẹ biết vì mẹ vẫn chưa biết mà. Vâng. Nên là em hỏi chương trình theo chương chị, theo em có nên nói cho mẹ biết không ạ? Vâng. Chuyện này cũng rất là tế nhị và là chuyện của bố mẹ, chuyện của người lớn đúng không? Tuy nhiên thì bạn cũng là một người con, tôi nghĩ là rất là có trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ của mình. Những cái lời khuyên với bạn sẽ được chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chia sẻ. Xin mời anh. Ôi em ơi, em bao nhiêu tuổi? Em năm nay em học lớp 11 ạ, em 17 ạ. Thôi thế thì không gọi là trẻ con nữa rồi, có thể tham gia được công việc gia đình rồi đúng không? Em làm sao mà phát hiện hay là mà bố ngoại tình? Dạ, em một lần đi chơi với bạn thì bạn em chỉ một lần lúc đấy không tin. Sau theo nhiều lần đi như có nói chung là bố cứ ra ngoài đấy. Tối đi theo thì mới biết ạ. À thế à. Tức là mình cũng theo dõi xong rồi thấy bố đi với một cái cô nào đó vào trong một cái nhà nào, nghỉ nào đó. Vâng. Em biết rồi, em là người hiểu mẹ. Mẹ rất là nhạy cảm, rất là mẫn cảm. Nếu mà mẹ rất là tự hào vì từ trước đến giờ gia đình hạnh phúc đúng không? Bây giờ một cái tin này nó đột ngột nó xảy ra, chẳng thay đổi tình hình. Nếu bố ngoại tình thì cũng ngoại mất rồi. Nếu mà theo em nghĩ rằng là một cái gì đấy xấu thì cũng xấu rồi. Bây giờ lại làm thêm ảnh hưởng thêm cái sức khỏe của mẹ, thì có khi mình còn ân hận hơn đúng không? Cho nên là bình tĩnh, đừng có vội thông tin với mẹ khi chưa biết đâu vào đâu. Nếu mà chỉ nói mắt tròn mắt dẹt, mẹ ôi úi dồi ôi, con theo dõi con thấy bố hai lần như thế này thì khác, chắc là mẹ sốc lắm. Thế thì mình không nên làm cái việc như thế. Cái thứ hai, cũng không nên theo dõi quá kỹ nữa. Để mục đích của mình không phải để bắt được tội phạm để đưa ra pháp trường đúng không? Mà mục đích mình chỉ là nếu phát hiện thấy có cái hành vi gì đó mà cho rằng là nó không phù hợp với lại một cái người chồng, người cha như là việc bố làm, thì mình bấm còi, bật đèn đỏ để nhắc nhở ông dừng lại đúng lúc, không đi quá đà. Chứ không phải là mình mời thêm một số người bạn đi theo dõi ông xong rồi bắt được tay dây tận trán ông á. Cái đấy cứ mù mờ còn hơn, chứ còn khi mình chứng kiến một cái sự thực nó quá rõ ràng ấy thì mình lại sốc. Cái hình ảnh cha con nó sẽ không còn, cố cũng không giữ được nữa đúng không? Thế cho nên là em đã theo dõi, em đã biết được hai lần cái chuyện đã xảy ra như thế. Đây là lúc em có thể nói chuyện với bố rồi. Em là người chủ động nói được. Tất nhiên mình cũng không nói hỗn hào là bố nhá, con phát hiện là bố hai lần đúng này thứ khác, xong rồi bố sẽ cãi, bố sẽ từ chối, bố sẽ giải thích rằng là vân vân, thậm chí bố còn át đi rằng mình hư, mình hỗn. Từ tốn nhẹ nhàng hôm nào đấy. Hai bố con có hay nói chuyện với nhau không? Có. Có bao giờ rủ nhau đi ra ngoài uống nước không? Không ạ. Thế à, hôm nào đó em nhân dịp Tết rồi xuân rồi ngày này ngày khác ấy, hoặc là chẳng cần, chỉ cần buổi tối lạnh lạnh trời này, mời bố đi uống nước xong rồi con có chuyện này con rất muốn hỏi ý kiến bố. Biết đâu bố lại khấp khởi, bố mừng, bố tưởng là nó hỏi ý kiến là nó có bạn trai hay là sắp tới nó thi đại học thì thi trường gì chẳng hạn, bố sẽ đi. Thế thì chỉ có hai bố con thôi, em sẽ nói rằng là con biết rằng cái chuyện tình cảm rồi cái chuyện riêng tư là chuyện của bố, con cũng nghĩ là con không dám can thiệp, nhưng mà thật sự con cũng đã buồn thế nào, con sốc như thế nào, con khi phát hiện ra thấy bố có cái chuyện này chuyện khác, con nghĩ rằng là chắc bố cũng phải có những cái nỗi niềm nhất định, vân vân ABC. Tức là đầu tiên phải tỏ ra cảm thông với bố đúng không? Rằng là không, đừng có phê phán ngay là bố hư, bố thế nọ thế kia. Mình nói rằng đúng là ai cũng thế thôi. Khi mà vướng vào chuyện ngoại tình, có thể cũng do hoàn cảnh đưa đẩy, cũng do người kia tác động, hay là đôi khi cũng chính do từ phía môi trường gia đình. Mẹ thì rất là tốt, rất là hiền lành, rất là thương bố, chăm bố, nhưng chăm bố không đúng cách, không biết rằng bố đang là một người đàn ông trung niên chững tuổi rồi, cần một cái sự
chăm sóc kiểu khác, thì mẹ lại cứ chăm bón bố như là chăm một đứa trẻ, lo cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ, ông ơi ông ăn đi. Nhưng có những cái điều rất thầm kín ở người đàn ông thì mẹ lại không biết chẳng hạn. Thế thì mình cứ nói chuyện để cho, thứ nhất là bố giật mình, bố biết rằng con gái đã biết cái chuyện đó, đúng không? Và nếu như bố biết thì bố sẽ dừng lại. Tất nhiên mục đích của mình cũng chỉ là để dừng lại thôi, chứ cũng không đưa ra để mà xử lý hay kiểm điểm gì. Nghĩ rằng cái đấy là cái có thể vượt sức với em làm được, nhưng đồng thời cũng có hiệu quả mà cũng kín đáo. Nó nếu bố là người mà đàng hoàng, bố sẽ nắm tay con gái, sẽ nói là bố xin lỗi, bố thề, bố hứa bố sẽ không bao giờ nữa, ví dụ như thế, đúng không? Và như vậy thì hai bố con sẽ làm được một vụ rất là hay mà lại không ảnh hưởng tới cái tình sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mẹ nhé. Vâng, Hoa hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia Đinh Đoàn sẽ giúp bạn có kinh nghiệm trong việc giữ gìn được hạnh phúc chung của gia đình lớn của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ.